Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng làm việc với Thư ủy Duyên Hải về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ thị xã Duyên Hải. Thường trực Huyện ủy Trà Cú tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng huyện Trà Cú lần thứ nhất, 31 tháng 12 năm 1946, 31 tháng 12 năm 2021. Ông Trần Ngọc Xanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, trả lời phỏng vấn của phóng viên thời sự về nghị định 108 của Chính phủ vừa ban hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua ngày 29 tháng 12, đồng chí Lâm Minh Đặng, Phó Thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thư ủy Duyên Hải về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ thị xã Duyên Hải. Tham dự cùng đoàn có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết năm 2021, thị xã Duyên Hải có 28 trên 37 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra, trong đó tổng giá trị sản xuất đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12.083 tỷ đồng, đạt 99,8% nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước gần 465 tỷ đồng, đạt 150% nghị quyết. Trong năm 2021, triển khai 34 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư trên 244 tỷ đồng. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thị ủy Duyên Hải tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, số ca nhiễm ít nhất trong tỉnh và không lây lan nhiều trong cộng đồng. Năm 2022, thị xã Duyên Hải đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng 17% so với năm 2021. Phát triển mới 70 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 2.380 tỷ đồng, giữ vững và nâng chất lượng hai phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 100% xã đạt chuẩn xã văn hóa, nông thôn mới và 2 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại của Đảng bộ thị xã Duyên Hải, đó là chất lượng xây dựng nông thôn mới, một vài tiêu chí có biểu hiện xuống cấp như cảnh quan vệ sinh môi trường. Mặc dù thị xã Duyên Hải được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, nhưng đến nay tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao còn thấp. Hiện chỉ có xã Long Toàn mới được công nhận đạt 20 trên 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, Phó Thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị thị xã Duyên Hải quan tâm triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy, thị ủy, tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển trên các lĩnh vực. Rồi tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển đô thị thị xã đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thì đồng chí Trung Hoàng cũng đã nói là Ban Cán sự Đảng, ủy ban chuẩn bị là trình thường trực để thường trực xem rồi trình ra thường vụ. Thì trong quý 1 này sẽ ban hành cái nghị quyết về nâng cấp đô thị của thị xã và gắn với cái chương trình số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh. Thì trong đó là đối với thị xã Duyên Hải là cái tiềm năng kinh tế biển rất là lớn. Thế cho nên là khi xây dựng nghị quyết về nâng cấp đô thị của thị xã phải gắn với cái nghị quyết, cái chương trình hành động của tỉnh ủy về vấn đề phát triển kinh tế biển. Cho nên là các đồng chí cũng phải chuẩn bị để mà xây dựng kế hoạch, xây dựng đề án, thực hiện cái nghị quyết của tỉnh ủy. Rồi khai thác lợi thế để phát triển du lịch biển, như là du lịch biển gió, tham quan thiền viện Trúc Lâm, biển Ba Động, vân vân. Thì những cái nào mà chúng ta khai thác được thì các đồng chí nên là có cái tập trung khai thác. Bây giờ là tập trung cái nguồn lực của thị xã, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho các đồng chí được cái gì thì các đồng chí cố gắng ưu tiên cho xã Thường Lão Hòa và xã Nhân Thành. Chứ đừng có gãi điều chỗ nào cũng có. Bây giờ phường 1, phường 2 nó đã cơ bản hình thành đã phường rồi. Thì thôi bây giờ tập trung cho cái xã Nhân Thành và xã Thường Lão Hòa, ví dụ như tiêu chí giao thông chưa đạt. Thì tôi đề xuất 121 tỷ mà vốn của tỉnh cho nè, đưa xuống nè. Thì bây giờ 121 tỷ này các đồng chí xem coi xã Nhân Thành, xã Thường Lão Hòa đề nghị tỉnh bây giờ chuyển cái nguồn vốn đó cho xã Nhân Thành, xã Thường Lão Hòa với mục đích là nâng cấp phường. Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thị xã Duyên Hải tiếp tục quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu nội ngành nông nghiệp, tập trung phát triển mô hình nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,
tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hôm qua ngày 29 tháng 12, Thường trực Huyện ủy Trà Cú tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng huyện Trà Cú lần thứ nhất, 31 tháng 12 năm 1946, 31 tháng 12 năm 2021, gắn với tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2021 và xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong phát biểu ôn lại lịch sử truyền thống, ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Trà Cú bày tỏ niềm xúc động, tưởng nhớ và ghi ơn các vị tiền bối cách mạng đã anh dũng hy sinh cho đất nước nở qua độc lập, thống nhất toàn diện, Bắc Nam sum họp một nhà như hoài bão của Bác Hồ kính yêu hàng mong đợi. Kết quả của công cuộc giải phóng huyện Trà Cú năm 1946 là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, là sức mạnh đoàn kết sáng tạo, tự lực, tự cường của nhân dân Kinh, Khmer, Hoa trong công cuộc đấu tranh tự giải phóng, là thắng lợi của đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo với phương châm lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, là sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm đồng cốt. Đầu năm 1946, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ lâm thời Trà Cú đã nhanh chóng xây dựng, củng cố các tổ chức mặt trận thống nhất, các đoàn thể quần chúng, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tổ chức tuyên truyền cương lĩnh, đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo nên khí thế cách mạng mới. Tháng 6 năm 1946, ban chấp hành đảng bộ huyện quyết định tiến công bằng vũ trang kết hợp với chính trị, binh dận trên khắp các địa phương. Đến sáng 31 tháng 12 năm 1946, huyện Trà Cú được hoàn toàn giải phóng. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Trà Vinh và khu vực Nam Bộ được giải phóng sau 12 ngày hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đảng bộ và nhân dân huyện Trà Cú cùng 6 tập thể, 5 cá nhân được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại buổi họp mặt, Ban Thường trực Huyện ủy Trà Cú còn báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết năm 2021, lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cho nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hôm qua ngày 29 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đến dự lễ trao học bổng an sinh giáo dục, xe đạp và ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty Bảo Việt Nhân Thọ, tỉnh Trà Vinh. Trong đợt trao học bổng lần này, công ty Bảo Việt Nhân Thọ, tỉnh Trà Vinh đã trao tặng 90 chiếc xe đạp trị giá gần 150 triệu đồng và trao tặng 90 suất học bổng trị giá 45 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi ở tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Đây là một trong những chương trình an sinh xã hội được công ty Bảo Việt Nhân Thọ, tỉnh Trà Vinh thực hiện hàng năm nhằm giúp cho người nghèo có cuộc sống ổn định và nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thêm điều kiện được tiếp bước đến trường, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh xảy ra phức tạp như hiện nay. Được biết trước đó vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh cũng đã tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh của tỉnh và tổ chức nhiều đợt thăm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu cách ly phòng chống dịch bệnh trị giá trên 50 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao các chương trình an sinh xã hội của công ty Bảo Việt Nhân Thọ đối với tỉnh Trà Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là những chương trình an sinh rất có ý nghĩa, góp phần cho tỉnh thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho người dân trong tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn công ty Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2022 để tiếp tục có nhiều chính sách an sinh xã hội cho người dân trong tỉnh. Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có ông Võ Công Chính, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Ngoan, Phó Thư Thường trực huyện ủy Càng Long. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, an sinh xã hội tại địa phương, tập trung củng cố phát triển tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trợ giúp kịp thời và hiệu quả đối tượng dễ bị tổn thương với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực tại cộng đồng. Tổng trị giá hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua đạt trên 73 tỷ đồng, đã giúp đỡ cho trên 225.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Với các phong trào nổi bật như phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng cầu trường, hiến máu nhân đạo,
Nhiệm kỳ qua, các chi tổ hội trong huyện đã phát triển mới được 2.700 hội viên, đạt 110% nghị quyết. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Công Chính, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các chương trình hoạt động cụ thể, quán triệt và nghiêm túc thực hiện hiệu quả hoạt động đã quy định trong luật hoạt động Chữ thập đỏ, chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 30 thành viên. Ông Nguyễn Minh Kiệm được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Chữ thập đỏ thành phố Trà Vinh vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Trong nhiệm kỳ qua, ngoài thực hiện tốt công tác tổ chức và phát triển hội viên, công tác xã hội nhân đạo cũng được Hội Chữ thập đỏ thành phố Trà Vinh quan tâm với tổng mức huy động được 14,7 tỷ đồng, tăng 113,9% so với nhiệm kỳ trước. Trong những năm qua, đã vận động gần 8.000 lượt người đến hiến máu. Kết quả có trên 6.000 đơn vị máu được lấy, đạt 105% kế hoạch. Có nhiều cá nhân có thành tích tham gia hiến máu từ 15 đến 20 lần. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ cho 13.700 lượt hộ các phần quà, tiền mặt trị giá gần 5 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển các mô hình nhân đạo trong cộng đồng, tham gia kịp thời hiệu quả trong công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên, ông Nguyễn Giang Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027. Công ty Điện lực Trà Vinh và Điện lực Càng Long vừa tổ chức thi công đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê tại ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long. Công trình thắp sáng đường quê thực hiện đấu nối hệ thống đường điện và bóng đèn chiếu sáng hạ áp, đưa ánh sáng đèn đường đến với người dân ấp Phú Hòa. Khối lượng công trình gồm sửa chữa điện, đấu nối hệ thống điện, lắp đặt 26 bóng đèn LED tiết kiệm điện trên tuyến đường nhựa dài gần 1.000 mét với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Công trình hoàn thiện ngay trong ngày 29 tháng 12, thắp sáng cho hơn 50 hộ gia đình sống dọc theo tuyến đường liên ấp Phú Hòa, Nguyệt Trường và Nguyệt Lãng B, xã Phương Thạnh. Nhiều người dân nơi đây rất phấn khởi bởi công trình thắp sáng đường quê có ý nghĩa vô cùng thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đi lại và giao thương hàng hóa dễ dàng hơn vào ban đêm, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, tai nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo công ty Điện lực Trà Vinh cho biết, chương trình thắp sáng đường quê là một trong những hoạt động của tháng tri ân khách hàng, đồng hành cùng khách hàng vượt khó do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022, tất cả 9 đơn vị điện lực huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ thi công và hoàn thiện công trình lắp đặt đèn đường chiếu sáng công cộng tại các tuyến giao thông nông thôn, tổng kinh phí hơn 180 triệu đồng. Qua hơn 3 tháng khởi công và xây dựng, huyện Tiểu Cần phối hợp với công ty Vingen, tập đoàn Vingroup và đơn vị thi công tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Nghĩa Phú, xã Nghĩa Hùng. Ông Nguyễn Giang Phương, tỉnh Quy Viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện đến dự. Cầu Nghĩa Phú có chiều dài 42 m, chiều rộng 3,5 m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn với tổng mức đầu tư là 1 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó ông Trương Quốc Hùng, tổng giám đốc công ty Vingen, tập đoàn Vingroup, đại diện gia đình bà Giang nữ Trà Vinh hỗ trợ 500 triệu đồng. Phần còn lại do ngân sách huyện và nhân dân địa phương đối ứng xây dựng. Trước đó, cầu Nghĩa Phú được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cầu 1,5 m. Qua thời gian khai thác sử dụng, cầu đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương. Nay cầu Nghĩa Phú đã được xây dựng cơ bản, sẽ góp phần kết nối giao thông và tạo điều kiện cho xe 4 bánh lưu thông được dễ dàng. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 108 của Chính phủ vừa ban hành, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng. Vậy những ai được hưởng và mức hưởng cụ thể như thế nào? Những thông tin này sẽ được ông Trần Ngọc Xanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết qua buổi trả lời phỏng vấn của phóng viên thời sự. Vâng, trước tiên thì xin ông có thể xác nhận thông tin về việc tăng lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Vâng, thì ngày 7 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 108 thì quy định về cái mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng
thì hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh là sẽ triển khai thực hiện theo cái chỉ đạo của Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vâng, như ông vừa chia sẻ vậy thì thời gian tăng của chúng ta sẽ được tính từ khi nào và mức tăng cụ thể của từng nhóm đối tượng là như thế nào, thưa ông có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ? Thì Nghị định 108 là có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thì các cái quy định tại cái nghị định này thì được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì cái mức tăng cụ thể thứ nhất là điều chỉnh tăng thêm là 7,4% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021. Thì cái mức tăng cụ thể thứ nhất là điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, rồi trợ cấp hàng tháng của tháng 12. Thì đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1. Thì cái thứ hai là điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng là quy định là tại khoản 2, điều 1 của Nghị định 108. Cụ thể là tăng thêm là 200.000 đồng một người trên tháng là đối với cái những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2 triệu 300 ngàn đồng trên người trên tháng trở xuống. Cái thứ hai là tăng lên là bằng 2 triệu 500 ngàn đồng trên người trên tháng. Thì đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng có mức lương từ 2 triệu 300 ngàn đồng đến dưới 2 triệu 500 ngàn đồng trên người trên tháng. Vâng, thưa ông, vậy thì tỉnh Trà Vinh của chúng ta sẽ có bao nhiêu trường hợp thuộc diện điều chỉnh tăng lần này và quỹ chi trả sẽ tăng như thế nào so với những năm trước ạ? Thì Trà Vinh có là 7.115 là trường hợp sẽ tăng lương theo cái nghị định số 108. Thì cái mức mà tăng là một tháng là khoảng trên 3 tỷ. Như vậy là so với năm 2021 thì năm 2022 sẽ tăng là trên 36 tỷ đồng. Vâng, xin ông cũng cho biết cụ thể là những nhóm đối tượng nào sẽ thuộc diện được xét tăng lương lần này ạ? Thì gồm có 7 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đợt này. Đó là nhóm thứ nhất thì gồm có cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động, kể cả là người có thời gian là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, rồi quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Cái nhóm thứ hai á, là cán bộ xã phường thị trấn là theo quy định của Nghị định số 92 của Chính phủ, rồi Nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ, rồi Nghị định số 121 năm 2003 của Chính phủ, rồi Nghị định số 09 năm 1998 của Chính phủ mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Cái nhóm thứ ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng là theo quy định của pháp luật, rồi người đang hưởng trợ cấp hàng tháng là theo quy định của quyết định số 91 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, rồi cái quyết định số 613 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, rồi công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 206 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ. Nhóm thứ tư là cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo cái quyết định là số 130 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Cái nhóm thứ năm là quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo cái quyết định số 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm thứ sáu là công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng là theo quyết định số 53 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm thứ bảy là nhóm cuối là quân nhân, rồi công an nhân dân, rồi người làm công tác cơ yếu có lương là như quân nhân, công an nhân dân mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo cái quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vâng, thưa ông, vậy thì khi nào bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh của chúng ta sẽ điều chỉnh và chi trả cho các đối tượng được hưởng ạ? Hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đang cái điều chỉnh cái phần mềm nghiệp vụ để điều chỉnh là tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thì bảo hiểm tỉnh Trà Vinh là sẽ chờ cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện là tăng lương hưu theo cái nghị định số 108 là đảm bảo đúng thời gian theo cái quy định của nghị định.
Vậy thì chúng ta đã lên phương án như thế nào để chuẩn bị cho việc chi trả lần này thưa ông ạ? Thì để chuẩn bị cho chi trả là tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định của Nghị định số 108 của Chính phủ, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh thì chuẩn bị các cái điều kiện để sau khi mà Bảo hiểm Việt Nam có cái điều chỉnh cái phần mềm nghiệp vụ, rồi phối hợp với bưu điện của tỉnh Trà Vinh, rồi bưu điện của các huyện, thị xã để bố trí là nhân lực, rồi vật chất, các cơ sở vật chất để đảm bảo mà làm sao mà chi trả kịp thời cho cán bộ hưu, rồi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là trong cái điều kiện là dịch Covid, do đó là chi sao mà an toàn tiền mặt và đảm bảo là chi đúng thời gian đúng quy định. Vâng, một lần nữa chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình và đã có những cái thông tin rất là hữu ích đối với người dân về vấn đề quỹ bảo hiểm lương hưu, bảo hiểm xã hội. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 30 tháng 12, Trà Vinh ghi nhận thêm 579 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Trà Vinh 223 ca, huyện Châu Thành 185 ca, huyện Trà Cú 44 ca, huyện Càng Long 34 ca, thị xã Duyên Hải 32 ca, huyện Duyên Hải 29 ca, huyện Cầu Ngang 16 ca, huyện Thiếu Cần 9 ca, huyện Cầu Kè 7 ca. Trong số này có 567 ca được phát hiện trong cộng đồng, 8 ca đã được cách ly từ trước, 4 ca sàng lọc trong cơ sở y tế. Tính đến sáng nay, Trà Vinh đã có 20.745 bệnh nhân COVID-19, có 8.357 bệnh nhân được điều trị khỏi, 131 trường hợp tử vong. Kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 1.722.766 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 692.914 liều, đạt 99,2%. Mũi 2 677.392 liều, đạt 95,58%. Mũi 3 20.429 liều, đạt 2,92%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 83.641 liều, đạt 103,2%. Mũi 2 78.275 liều, đạt 96,5%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1.495.560 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 86,8% so với số lượng vaccine được phân bổ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, Quỹ Ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 303.784 người, với tổng kinh phí hỗ trợ 475.810.927.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 292.972 người với kinh phí 450.742.933.000 đồng, đạt 96,44% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày.